kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2024. Ngay sau đây, chương trình xin được bắt đầu với những tin tức trong tỉnh đáng chú ý. Sáng ngày 6 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành hội nghị lần thứ 55. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng, lãnh đạo một số sở ngành. Hội nghị đã thực hiện công tác tổ chức cán bộ, cho ý kiến về tờ trình của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh về xin ý kiến tổ chức kỳ họp thứ 22, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân về điều chỉnh thông tin, phương án sắp xếp và bổ sung sắp xếp lại xử lý nhà đất của một số cơ sở nhà đất đã được phê duyệt phương án tổng thể tại quyết định 1728/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023. Trong đó, dự kiến điều chỉnh thông tin, phương án sắp xếp đối với 902 cơ sở nhà đất, bổ sung 47 cơ sở nhà đất, thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất và điều chỉnh giảm 12 cơ sở nhà đất tại phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được phê duyệt. Cho ý kiến đối với tờ trình của Cơ quan Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, xin ý kiến về dự thảo đề cương sơ bộ báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh cơ bản nhất trí với các tờ trình tại hội nghị, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tiếp tục lấy ý kiến từ các địa phương đơn vị để tổng hợp hoàn thiện đối với việc điều chỉnh thông tin, phương án sắp xếp và bổ sung sắp xếp lại xử lý nhà đất của một số cơ sở nhà đất đã được phê duyệt phương án tổng thể tại quyết định 1728. Đối với dự thảo đề cương sơ bộ, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị về kết cấu nội dung chương trình trọng tâm và nội dung đột phá nhiệm kỳ 2025-2030, yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy cần lựa chọn các vấn đề có tính chất trụ cột, lĩnh vực tiềm năng thế mạnh của tỉnh để bổ sung định hướng các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ đột phá thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, lưu ý mỗi lĩnh vực cập nhật lựa chọn những thành tựu nổi bật đạt được, chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm để nhận diện, đánh giá đảm bảo thực chất, khách quan, chính xác. Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục bổ sung hoàn thiện đề cương sơ bộ thành đề cương chi tiết báo cáo chính trị và tham mưu cho tiểu ban văn kiện, tiếp tục thực hiện các bước xây dựng văn kiện đại hội theo quy trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với thời gian tổ chức kỳ họp thứ 22, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh vào ngày 25 tháng 9 năm 2024, nội dung kỳ họp dự kiến xem xét thông qua 17 nghị quyết và tờ trình. Sáng ngày 6 tháng 9, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, Hội văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm tranh Sắc màu non nước Cao Bằng. Tham dự có các đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông. Triển lãm trưng bày 51 tác phẩm của 15 họa sĩ. Các tác phẩm được thể hiện qua các chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ và acrylic. Với ngôn ngữ tạo hình, những gam màu rực rỡ, nét vẽ uyển chuyển, các họa sĩ thổi hồn vào các tác phẩm cho người xem như được hòa mình vào với thiên nhiên và không gian sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng núi phía Bắc nói chung và Cao Bằng nói riêng. Triển lãm tranh Sắc màu non nước Cao Bằng diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 9, nhân dịp chào mừng 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chào mừng Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2024 tại Cao Bằng. Qua triển lãm, nhằm góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh con người, non nước Cao Bằng với phương châm phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy giá trị văn hóa và hướng tới du lịch bền vững.
nâng cao hiệu quả trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là chủ đề của Hội thảo khoa học do Sở Khoa học Công nghệ, Tỉnh đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đồng tổ chức sáng ngày 6 tháng 9. Tham dự hội thảo có đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo một số sở ngành địa phương và các chuyên gia cố vấn. Phát biểu khai mạc hội thảo, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những nội dung quan trọng trong đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Cao Bằng hiện đang trong quá trình thúc đẩy tạo lập nền tảng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, tỉnh đã ban hành một số cơ chế chính sách về hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức các cuộc thi khơi dậy tinh thần khát vọng khởi nghiệp, triển khai các hoạt động đào tạo, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, khả năng tiếp cận thị trường. Tại hội thảo, các chuyên gia, diễn giả tham luận chia sẻ mô hình kinh nghiệm kiến tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương, ứng dụng tư duy thiết kế trong thúc đẩy sáng tạo và đổi mới hệ sinh thái liên minh du lịch nông nghiệp bền vững, giải pháp công nghệ giảm phát thải carbon và phát triển bền vững có khả năng áp dụng tại Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Trường Huy cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu, mong muốn các chuyên gia sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn để tỉnh Cao Bằng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các sở ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối các nguồn lực tài trợ, cho vay vốn, tư vấn, đầu tư từ các làng công nghệ quốc gia, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, tăng cường hoạt động của mạng lưới cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương, xây dựng và triển khai đề án thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Cao Bằng theo hướng khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia xây dựng và vận hành trung tâm. Tổ chức thành công hội nghị giao ban khoa học và công nghệ các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc lần thứ 19 tại tỉnh Cao Bằng, gắn kết với sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2024. Thường xuyên tổ chức các sự kiện diễn đàn, ngày hội khởi nghiệp nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các ý tưởng, thúc đẩy tư duy khởi nghiệp, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để định hướng thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật trong trường học có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhận thức được tầm quan trọng đó, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã phối hợp cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật trong trường học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình được tổ chức bám sát đặc điểm, điều kiện từng vùng, kết hợp đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động và phù hợp với tâm lý, đang góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh. Đây là không khí sôi nổi của buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật do Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán Trú, Trung học cơ sở Đình Phùng, huyện Bảo Lạc vừa qua. Các quy định về luật phòng chống ma túy, phòng chống tai nạn thương tích, an toàn giao thông đã được các tuyên truyền viên trong câu lạc bộ Thanh niên Công an tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đưa đến các em học sinh với nhiều hình thức đa dạng. Trong đó, câu lạc bộ chú trọng phương pháp sử dụng giáo cụ trực quan sinh động, gồm các đồ vật, phương tiện trong công tác chuyên môn, trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng phòng chống để giúp các em có thể tự bảo vệ bản thân trước những tình huống xấu. Trước đây thì con cũng không biết về mấy chất cấm rồi là ma túy và phòng tránh đuối nước. Sau khi nghe các cô chú tuyên truyền thì con đã biết cách và phòng chống. Và về nhà con sẽ tuyên truyền cho đến tất cả mọi người, cộng đồng xung quanh và bạn học của con. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều trường hợp tai nạn do đuối nước. Vì vậy,
Trong buổi ngoại khóa này, kỹ năng phòng chống đuối nước được Ban Thanh niên Công an tỉnh xác định là một nội dung quan trọng. Nhất là vào mùa nước lũ, các em học sinh phải đi qua khu vực sông suối để đến trường, thì việc trang bị cho các em kỹ năng phòng chống đuối nước là điều cần thiết. Những kỹ năng này sẽ là hành trang không chỉ giúp các em tự bảo vệ bản thân, mà còn giúp đỡ được người khác trong tình huống nguy hiểm. Sau khi các chú công an tuyên truyền về đuối nước, con đã biết cách sơ cứu về phòng chống đuối nước. Đầu tiên là nếu ai bị đuối nước, chúng ta phải báo cho người ở gần nhất. Sau đó chúng ta sẽ cầm cây hoặc gậy gì đó để cho bạn cầm vào rồi vớt lên. Trước đây thì con chưa biết cách sơ cứu về khi đuối nước. Thì sau khi các chú công an về và tuyên truyền cho thì con đã biết cách phòng chống đuối nước. Con cảm thấy an toàn khi được các chú công an dạy cho. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được Ban Thanh niên Công an tỉnh quan tâm chú trọng. Những cách làm hay, sáng tạo của câu lạc bộ Thanh niên Công an tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là minh chứng cụ thể về những đóng góp của tuổi trẻ công an trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống. Qua hơn 8 năm hoạt động, câu lạc bộ đã tổ chức trên 100 buổi tuyên truyền cho trên 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh và quần chúng nhân dân tại các trường học, các địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, câu lạc bộ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật ở các xã vùng sâu, vùng xa, các xã biên giới, vùng địa bàn phức tạp cần phải chuyển hóa. Việc triển khai các nội dung tuyên truyền được xây dựng, tổ chức, thực hiện với nhiều phương pháp, hình thức đa dạng, linh hoạt như tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi trực tiếp, phát tờ rơi, sân khấu hóa và các cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật. Đến với buổi ngoại khóa tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngày hôm nay, câu lạc bộ thanh niên công an nhân dân tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thuộc đoàn thanh niên công an tỉnh đã truyền tải đến các nội dung đó là chính là về pháp luật về an toàn giao thông, về luật về phòng chống ma túy, luật an ninh mạng và đặc biệt là về tập huấn về phòng chống đuối nước cho các bạn học sinh. Và qua buổi ngoại khóa hôm nay thì là rất là mong muốn là góp phần là nâng cao kiến thức pháp luật cũng như là việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các bạn học sinh, của các thầy cô giáo tại trường trung học phổ thông bán trú ở Đình Phùng sẽ góp phần nâng cao đảm bảo an toàn giao thông cũng như là về cái ý thức về phòng chống pháp luật đối với tại địa phương cũng như tại trường học. Qua các hoạt động, tuổi trẻ công an tỉnh đã góp phần cùng cấp ủy chính quyền cơ sở giải đáp kịp thời khó khăn, vướng mắc về nhận thức của nhân dân về pháp luật của nhà nước, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc ngăn ngừa vi phạm pháp luật. Qua buổi ngoại khóa do câu lạc bộ phối hợp với trường Trung học phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Đình Phùng tổ chức đã giúp thầy cô, học sinh nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nắm vững kiến thức pháp luật, từ đó hình thành nên nhận thức, tư tưởng, hành động đúng đắn trong việc thực hiện pháp luật. Nhà trường về hoạt động các hoạt động như hoạt động ngoại khóa về tuyên truyền về pháp luật cũng như là tuyên truyền về những cái chế độ chính sách của nhà nước đến người học và cũng như là đến toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường ấy, thì công việc này gần như là cơ bản thường xuyên được thực hiện thường niên và hàng năm thì nhà trường cũng luôn luôn thực hiện công tác cả tuyên truyền phổ biến pháp luật để đến học sinh, đến phụ huynh học sinh cũng như toàn thể giáo viên trong nhà trường. Và như những năm học gần đây thì cơ bản là nhà trường hàng năm đều có tổ chức những buổi ngoại khóa để thực hiện tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và bạo lực học đường, cũng như là thực hiện công tác tuyên truyền cho các em về phòng chống tai nạn thương tích cũng như là phòng chống đuối nước.
và thực hiện những buổi ngoại khóa như này thì phải nói sự là các em học sinh khi mà được tham gia những buổi ngoại khóa này thì các em rất là hào hứng và cũng gần như cơ bản là các em sau những buổi ngoại khóa như vậy thì các em cũng có nhận thức được về những cái hành động của mình và có những hành vi sẽ phù hợp hơn và đảm bảo hơn về cái thực hiện tốt hơn cái việc khi tham gia giao thông, cũng như là có những cái chuẩn mực đảm bảo của người học sinh. Và nhà trường thì cơ bản là năm nào cũng dưới sự chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo, cũng như là cái sự quan tâm và cuộc của chính quyền địa phương. Có thể nói, nhờ sự đổi mới của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn và hỗ trợ pháp lý của câu lạc bộ công an tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua, đã có những tác động tích cực trong việc nâng cao nhận thức cho học sinh về pháp luật. Từ đó, giảm bớt tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2024. Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cả nước hiện có gần 100 kho lạnh với tổng công suất khoảng 1,3 triệu tấn. Con số này còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Việc đầu tư các kho lạnh, kho bảo quản hàng hóa nông sản cũng còn nhiều hạn chế, có nơi tập trung quá nhiều dự án. Cũng có địa phương chưa tìm thấy một kho lạnh hiện đại nào đủ năng lực tiếp nhận, bảo quản hàng hóa xuất khẩu. Tại khu vực phía Nam đang có khoảng 65 kho lạnh, công suất chưa tới 1 triệu tấn, tập trung chủ yếu ở Long An, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi ngay tại vựa nông sản của quốc gia và quốc tế như ở đồng bằng sông Cửu Long thì đang thiếu các dự án như vậy. Chỉ tính riêng ngành rau quả nước ta, mỗi năm sản lượng thu hoạch đạt hơn 15 triệu tấn, trong khi tổng công suất của các kho lạnh chưa tới 2 triệu tấn. Con số này khá khập khiễng so với nhu cầu thực tế. Không chỉ quy hoạch bài bản mà những ưu đãi về chi phí đất đai, điện nước, tín dụng cũng nên sớm triển khai để thu hút các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào lĩnh vực này. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic tin học quốc tế IOE năm 2024 có 4 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Cả 4 thí sinh đoạt huy chương năm nay đều là học sinh của Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó, 2 học sinh giành huy chương vàng là Phạm Công Minh, lớp 12 và Hoàng Xuân Bách, lớp 11. Huy chương bạc thuộc về Nguyễn Hữu Tuấn, học sinh lớp 10 và huy chương đồng thuộc về Phạm Ngọc Trung, học sinh lớp 12. Với kết quả 100% thí sinh đoạt huy chương, đội tuyển IOE Quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 4 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương sau các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hà Lan. Trong thời gian qua, nhiều sản phẩm văn hóa số với chất liệu truyền thống đang tạo cơn sốt trong giới trẻ. Nếu biết tận dụng nền tảng số, đầu tư bài bản, chuyên nghiệp và sáng tạo, thì nhiều tinh hoa giá trị truyền thống sẽ được lan tỏa, trở thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị cả vật chất và tinh thần. Anh trai vượt ngàn chông gai, show truyền hình phát sóng đa nền tảng đang thu hút được sự quan tâm rất lớn của công chúng. 2 tháng với hơn 1 tỷ lượt xem trên các mạng xã hội và con số này chưa dừng lại. Với chất liệu dân ca Bắc Bộ, trống cơm, áo mùa đông, bài ca đi cùng 5 tháng hay nhiều phần trình diễn với chủ đề, điểm tựa, văn hóa truyền thống đã thực sự trở thành điểm tựa để các nghệ sĩ sáng tạo nên dấu ấn nghệ thuật độc đáo đặc sắc có sức lan tỏa trong cộng đồng. Bà Phạm Thị Quyên, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam cho biết, trước đây đa số các sản phẩm đều theo trend, nhưng tuổi thọ của những tác phẩm đó không cao. Văn hóa Việt Nam là một tài nguyên vô giá và vô tận. Ai biết khai thác các giá trị đó thì sẽ thu hút được cả khán giả Việt Nam và thế giới.
Chuyển sang một con số hôm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chương trình tiêm chủng trên toàn cầu cũng như của Việt Nam bị ảnh hưởng, dẫn tới nhiều trẻ bị lỡ mũi tiêm, trong đó có vaccine sởi và rubella. Bộ Y tế đặt mục tiêu trên 95% trẻ được tiêm đủ mũi vaccine. Trước đại dịch COVID-19, tỷ lệ tiêm mũi 1 vaccine sởi trên toàn quốc hàng năm đạt trên 95% và tỷ lệ tiêm vaccine sởi rubella cho trẻ 18 tháng tuổi đạt trên 90%. Tuy nhiên, những năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chương trình tiêm chủng trên toàn cầu cũng như của Việt Nam bị ảnh hưởng, dẫn tới nhiều trẻ bị lỡ mũi tiêm, trong đó có vaccine sởi và rubella. Ngoài ra, việc gián đoạn cung ứng vaccine tạm thời trong năm 2022-2023 đã ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng sởi và rubella. Từ đầu năm đến nay, bệnh sởi đang xuất hiện nhiều ca mắc bệnh ở các địa phương. Việt Nam đã ghi nhận hơn 2.000 trường hợp mắc bệnh sởi, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 500 ca. Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tổ chức chiến dịch tiêm chủng 1.134.200 liều vaccine phòng sởi nhằm bao phủ vaccine cho trẻ, phòng tránh nguy cơ mắc bệnh và chuyển nặng. Chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi tại Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai xuyên suốt dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho tất cả trẻ em từ 1 đến 5 tuổi đang sinh sống tại địa phương, có thể mở rộng độ tuổi theo tình hình dịch. Toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được gần 17.000 trường hợp. Việc bổ sung các món ăn bài thuốc dưỡng vị vào mùa thu không chỉ giúp bảo vệ hệ tiêu hóa mà còn làm cho cơ thể thích nghi tốt hơn với sự thay đổi của môi trường. Sau đây sẽ là một số món ăn bài thuốc phù hợp cho mùa thu với những công dụng cụ thể giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và dưỡng vị theo y học cổ truyền. Mùa thu là thời điểm giao mùa, thời tiết bắt đầu se lạnh, cơ thể con người dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của khí hậu, đặc biệt là hệ hô hấp và hệ tiêu hóa. Vì vậy, việc bổ sung các món ăn, bài thuốc dinh dưỡng không chỉ giúp bảo vệ hệ tiêu hóa mà còn làm cho cơ thể thích nghi tốt hơn với sự thay đổi của môi trường. Một trong những nguyên tắc cơ bản để dưỡng vị trong Đông y là phù chính khu tà, làm mạnh chính khí để loại bỏ tà khí. Món ăn bài thuốc cần có tác dụng dưỡng âm, sinh tân, bổ dưỡng cho dạ dày, đồng thời bổ dưỡng khí huyết giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Món ăn bài thuốc dưỡng vị mùa thu. 1. Cháo hạt sen, táo đỏ. Công dụng: cháo hạt sen, táo đỏ có tác dụng bổ tỳ, dưỡng vị an thần và cải thiện giấc ngủ. Hạt sen giúp an thần, kích thích tiêu hóa, chữa đầy bụng, chậm tiêu, trong khi táo đỏ có công dụng bổ tỳ vị, ích khí, dưỡng huyết, sinh tân, trị khát. Ngoài ra, món cháo này còn có tác dụng cầm tiêu chảy do tỳ, vị hư. Canh củ sen, đậu xanh. Công dụng: canh củ sen đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt, làm mát tỳ vị và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể vào thời điểm giao mùa, giữa mùa hè và mùa thu. Củ sen có tính bình, bổ dưỡng phần âm, trong khi đậu xanh giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm. Chè long nhãn, hạt sen. Công dụng: long nhãn là củ nhãn phơi khô. Món chè này không chỉ bổ dưỡng mà còn có tác dụng dưỡng vị, bổ thận, an thần. Rất phù hợp để dùng vào bữa ăn tối, giúp ngủ ngon. Súp bí đỏ, đậu phộng. Công dụng: súp bí đỏ có tính bình, bổ tỳ vị và dưỡng âm, giúp cơ thể khỏe mạnh và hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Đậu phộng cung cấp dinh dưỡng, giúp làm ấm cơ thể trong những ngày thu sắp sang đông se lạnh. Chè hạt sen, nấm tuyết. Công dụng: chè hạt sen và nấm tuyết có tác dụng dưỡng âm, giúp bồi bổ hệ tiêu hóa và hỗ trợ giấc ngủ. Việc sử dụng các món ăn, bài thuốc dưỡng vị vào mùa thu không chỉ giúp cân bằng chức năng tiêu hóa mà còn hỗ trợ cơ thể chống lại những ảnh hưởng tiêu cực từ khí hậu thay đổi. Các món ăn từ hạt sen, củ sen, táo đỏ, nấm tuyết là những lựa chọn tuyệt vời để dưỡng vị, bồi bổ sức khỏe và phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến hệ hô hấp và hệ tiêu hóa thường gặp vào mùa thu. Việc lựa chọn thực phẩm đúng cách kết hợp với phương pháp nấu ăn phù hợp sẽ giúp bạn và gia đình có một mùa thu khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.
Chương trình Cao Bằng Ngày Mới xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.